Chúng ta tiếp tục với lại xét đấu thứ ba của trận công đài thứ ba đôi đài kỳ 68 giữa tay vợt công đài Vũ Phương và đài chủ Độc Tú. Sau hai xét đầu thì tỷ số là 1-1 cho hai bên. Xét thứ ba, Phương cho bóng. 0-1. Tại giờ kiểu này chứ đánh đều quá là phải rồi. Phục. Sau 3 trận đấu tỷ số là 2-1 tạm thời nghiêng về cho đại chủ Trần Đức Tú.